Em xin chào tất cả các bác nhé. Thì dạo gần đây cái xu hướng kiếm tiền trên cái nền tảng TikTok nó đang rất là phổ biến, đặc biệt là kiếm tiền trên TikTok Beta hay còn gọi là TikTok US nhé. Thì có rất là nhiều bác có hỏi em là sau khi mà tạo được cái kênh TikTok xong ấy, thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm những cái nguồn video ở đâu để mình có thể gì up lại. Video ngày hôm nay em sẽ cập nhật bốn cái nguồn video để các bác có thể tìm kiếm được nhé. À, trước khi hướng dẫn các bác là tìm kiếm những cái nguồn video đó thì à, ở đây những bác nào mà chưa biết cách tạo cái kênh tiktok beta thì hôm trước em có làm một cái video đây các bác có thể vào kênh của em các bác xem lại này à, video hướng dẫn tạo kênh tiktok beta chi tiết nhất năm 2023 à, cũng rất là nhiều bác quan tâm này hơn 1.000 lượt xem rồi À, cái xu thế kiếm tiền trên tiktok beta hiện tại nó đang rất là phổ biến bởi vì sao bởi vì tiktok ở việt nam ấy, khi mà các bác tham gia xem video thì các bác không được trả tiền chỉ chúng ta tham gia nền tảng tiktok quý sáng tạo hoặc là beta thì các bác mới có thể kiếm được tiền thôi nhá nên là bây giờ xu thế người ta đổ xô vào beta nó khá là đông nên là các bác có thể tranh thủ chúng ta là những người đi đầu tiên thì chắc chắn là chúng ta sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều phải không cái nguồn video ấy thì ngoài cái việc mà các bác không biết cách sáng tạo những cái nội dung, những cái video mà do các bác à, tự làm ra thì các bác có thể đi tìm kiếm một số các nguồn video như là trên tiktok của trung quốc này, instagram, youtube hoặc là facebook và làm sao để các bác có thể download được những cái video đó về sau đó các bác có thể gì áp lại thì video này em sẽ hướng dẫn các bác là cách để chúng ta có thể tải được cái video ở trên tiktok của trung quốc nhé đấy các bác cứ tải cái ứng dụng của tiktok của Trung Quốc về các bác có thể download được rất là nhiều những cái video ngắn về sau đó các bác có thể dì áp lại rồi các bác có thể đăng lên kênh của các bác đấy rất là đơn giản thôi à, bây giờ em sẽ hướng dẫn các bác là tải cái những cái video ở trên tiktok của Trung Quốc về mà không có logo nhé không có logo và các bác chỉ cần chỉnh sửa lại một chút thôi là các bác có thể đăng lên kênh tiktok beta của các bác được rồi đây ví dụ như là em download cái ứng dụng TikTok uh, của Trung Quốc này về rồi. Bây giờ em sẽ ấn vào đây nhá. Đây em sẽ ấn vào đây này. Ở đây thì uh, có khá là nhiều những cái video như các bác có thể thấy này. Đây ví dụ như là cái video này đi. Các bác làm một kênh về động vật đi nhá. Hay còn gọi là thú cưng đi. Đây ví dụ như là các bác xào lấu luôn cái kênh này chẳng hạn. Thì uh, các bác sẽ vào đây. Các bác sẽ... Uh, lấy cái nguồn video của cái kênh này ở bên tiktok trung quốc sau đó các bác chuyển sang cái, bê, cái kênh beta của các bác rồi các bác đăng lên chúng ta sẽ dì áp lại một chút chỉnh sửa lại một chút ví dụ như là cái khung này các bác thêm một chút các hình ảnh các icon ở đây sau đó các bác đăng lên kia đấy à, và làm thế nào để các bác có thể download cái video này về mà nó không có những cái logo này thì đây em hướng dẫn nhá các bác ấn vào mục chia sẻ ở đây cho em này nó sẽ có cái nút chia sẻ ở đây nhá đây các bạn ấn phần nút chia sẻ ở đây cho em này sau đó nó sẽ có một cái phần đây nó giống như là cái phần sao chép liên kết ấy, thì các bạn ấn một phần sao chép liên kết ở đây cho em đấy rất là đơn giản thôi hoặc là bây giờ em sẽ kéo xuống một cái video bên dưới đây ví dụ video này đi chẳng hạn đây nhá video này đi đấy giờ ấn một phần sao chép sau khi mà các bác sao chép xong rồi nhá bây giờ em sẽ lên uh, telegram đi đây em sẽ dán ra đây trước đã có nghĩa là dán để mình để cái đường link ấy rồi sau đó các bác sao chép cho em cái đường link màu xanh xanh này này Đấy, đường link màu xanh xanh nha em sẽ dí vào đây này em sẽ ấn mục phần sao chép sao chép xong rồi bây giờ các bác sẽ lên google chrome này các bác ghi cho em đó là tích nha sclaptic chấm app ra đây nhá đây các bác ghi cho em là tích chấm app ra đây đó rồi bây giờ các bác sẽ dán cho em cái đường link mà vừa lại chúng ta copy ra đây đây em sẽ dán ra đây rồi sau đó chúng ta sẽ ấn mục phần download ở đây cho em nhá đây em sẽ ấn mục phần download ở đây này sau đó em sẽ chờ một lúc ở đây nhá. Rồi, bên dưới này nó sẽ hiện ra cái phần download ở đây. Các bác sẽ ấn một phần download nhá. Đây em sẽ ấn một phần download. Đây nó hiện là đang tải một cái tẹp xuống ở đây rồi nhá. Như vậy là đã tải xong rồi. Bây giờ thì các bác sẽ ấn một phần mở ở đây cho em này. Rất là đơn giản thôi, như vậy là mình đã download thành công được cái video mà vừa nãy chúng ta đã sao chép ở bên cái TikTok của Trung Quốc nhá. để kiểm tra thì các bác có thể quay ra bộ sưu tập này đây, như em vào bộ sưu tập của em nhá. Đây vào bộ sưu tập này ấn mục phần video này Đây cái video vừa lấy mà em đã sao chép về đây Nó đã hiện lên ở trong bộ sưu tập của em rồi nhá Và từ đây thì các bác có thể lên cái ứng dụng út cắp ấy Các bác có thể chỉnh sửa lại Các bác thêm một ít chi tiết vào đây thôi Đấy, thêm một ít chi tiết vào đây thôi hoặc là thêm một cái logo kênh của các bác à, kênh tiktok beta của các bác ấy. sau đó các bác có thể bê y nguyên này các bác có thể đăng lên cái kênh của các bác thôi hoặc là đối với những bác nào mà giả sử như là làm về cái nền tảng khác chẳng hạn thì các bác có thể chọn những cái video khác để các bác có thể đăng lên. Ví dụ như là các bác lại chọn một cái video khác đây. Em lại sang TikTok của Trung Quốc nhá. Các bác lại chọn một cái video khác chẳng hạn. Đấy các bác muốn làm về cái nền tảng nào thì các bác vào cái TikTok của Trung Quốc này các bác ghi ra, ghi ra đây này, tìm kiếm ở đây này, ghi ra, sau đó các bác tìm những cái video đó rồi các bác download về đấy download về cái bộ sưu tập của các bác ấy rồi các bác có thể chỉnh sửa lại một chút rồi các bác đăng lên đây là cái nguồn video đầu tiên mà em hướng dẫn chia sẻ cho các bác cách để các bác có thể lấy về và không có cái phần logo nhá ngoài ra thì còn có rất là nhiều những cái nguồn video khác để các bác có thể tham gia và các bác có thể lấy ví dụ như là các bác có thể lấy trên youtube instagram hoặc là facebook thì video sau em lại tiếp tục làm những cái video hướng dẫn các bác là lấy những cái video đó về mà không có logo làm sao nó đơn giản nhất để các bác có thể chỉnh sửa lại dễ dàng và các bác có thể đăng lên Uh, dạo gần đây thì uh, hầu như là đa số là toàn uh, kiếm cái nguồn video ở trên uh, TikTok của Trung Quốc đa số là chủ yếu thôi. Nên là chúng ta có thể tranh thủ và tham gia luôn để các bác sẽ là những người đi đầu tiên, chúng ta sẽ là những người đăng những cái video đó lên phải không? Thì uh, cái kênh của các bác nó sẽ tương tác cao hơn. Uh, sau khi mà các bác đăng lên rồi mà những người khác người ta lấy những lại, lấy những lấy lại những cái video này của các bác mà là người ta đăng lên ấy thì cái số lượng uh, tiếp cận đối với cái nền tảng TikTok beta nó sẽ bị chậm hơn nên là chúng ta có thể tranh thủ hơn nhá. Rồi đấy là cái phần mà em hướng dẫn các bác làm thế nào để chúng ta có thể uh, lấy được cái video TikTok Trung Quốc uh, về các bác tải về bộ sưu tập của các bác mà không có logo, sau đó các bác có thể chỉnh sửa và đăng lên cái kênh TikTok beta của các bác nhá. Hiện tại thì em đang có nhóm Zalo cùng nhau hỗ trợ tham gia kiếm tiền trên cái nền tảng TikTok Beta. Bác nào mà có hứng thú về cái nền tảng TikTok Beta này thì các bác có thể tham gia nhóm Zalo của em nhé. Rồi thì cái video này của em kết thúc ở đây. Video sau thì em lại tiếp tục hướng dẫn và chia sẻ cho các bác nhé.